11 cầu thủ Việt Nam thuộc câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp U21 bị Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA cấm thi đấu trên toàn thế giới vì bán độ. Theo điều tra của cơ quan hữu trách, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến cá độ trên mạng cho trận U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long vào tháng 6 năm ngoái và lôi kéo 10 đồng đội đá chậm lại để đạt tỷ số chung cuộc 1-1 và thắng độ 133 triệu đồng. Theo quyết định của FIFA gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, Tiến phải đối mặt với hình phạt nặng nhất, cấm thi đấu 5 năm đối với tất cả các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. 10 cầu thủ khác là Trần Công Minh, Võ Minh Trọng, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Lê Nhật Huy, Giang Sony, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh và Kha Tấn Tài bị cấm thi đấu 6 tháng trên toàn thế giới. Phía VFF phạt tiếng 5 triệu đồng và 10 cầu thủ khác 2,5 triệu đồng. Nhóm cầu thủ này từng giành giải vô địch quốc gia trong nhiều năm và được xem là những tiềm năng trẻ của nền bóng đá đang phát triển của Việt Nam.